Thiên Cơ Điện tầng 14. Lúc này đang suy nghĩ miên man, Ninh Gia nhìn Lao Phủ rồi nói: Thiên Cơ, tới lượt người ra tay rồi. Hiểu rồi. Thiên Cơ cười he he, đã chìm xuống đất dùng phép độ địa chui vào bên trong. Từ khi Ninh Gia dạy nó pháp thuật Thiên Cơ môn, năng lực chiến đấu của con quái vật này chẳng tăng lên bao nhiêu, nhưng thuật độn thổ lại càng ngày càng mạnh. Lúc này nó dễ dàng tránh khỏi cấm chế của Lao Phủ, chui vào bên trong Lao Phủ, rắc tinh xa vào khắp nơi trong Lao Phủ. Từ giờ trở đi, mọi hành động của Lao Phủ đều nằm trong lòng bàn tay của Ninh Dạ. Lao Huyền Minh có 5 trai 2 gái, trong đó 4 người con trai và 2 con gái đều không có thiên phú tu hành. Chỉ có đứa con thứ 3, Lao Hải Điền, là có chút tư chất, được gia nhập Hắc Bạch Thần Cung. Nhưng tư chất có hạn, nhập môn 4 năm, xung kích cảnh giới Hoa Luân 2 lần đều thất bại. Bây giờ vẫn dừng lại ở tàng tượng đỉnh phong. Sợ hơi người cha, Lao Hải Điền sống khá dễ chịu. Trong Hắc Bạch Thần Cung, không ai dám bắt nạt hắn. Sư phụ của Lao Hải Điền là Thanh Tiêu Quan Chủ. Thanh Tiêu Quan Chủ này cũng là một trong tứ cửu nhân ma, là bằng hữu thân thiết của Lao Huyền Minh. Nhưng thiên phú của Lao Hải Điền quá kém cỏi, vì vậy trong Thanh Tiêu Quan, hắn là kẻ trên không ra trên, dưới không ra dưới. Thanh Tiêu Quan không nằm tại Cửu Cung Sơn, mà trên một đỉnh núi nhỏ gần Cửu Cung Sơn. Rất nhiều đại lão không thích cách sinh hoạt kỷ luật xâm nghiêm của tông môn và muốn tùy ý tìm một đỉnh núi tự tu luyện, cũng tiện cho việc tiêu khiển. Phần lớn thời gian Lao Hải Điền đều tu hành ở Thanh Tiêu Quan, nhưng dẫu sao cũng là người trẻ tuổi, lúc rảnh rỗi thường xuyên tới Cửu Cung Sơn dạo chơi, cũng có vài bằng hữu thân thiết. Điểm thú vị là hắn có quan hệ không tệ với Khổng Chiêu Thăng. Hôm nay không có việc gì, Lao Hải Điền tới Thiên Tập Phong như thường lệ. Dọc đường cưỡi ngựa xem hoa, bên cạnh là Khổng Chiêu Thăng và Lữ Dực, vừa đi vừa cười nói. Trên người của Lữ Dực cũng cố gắng thể hiện uy phong của mình. Hay là kẻ chưa giao tiền, hắn đều quát tháo một hồi, thể hiện rõ phong thái của tên sai vặt. Lão Hải Điền nhìn mãi cũng quen rồi, không lấy làm lạ nữa. Lúc này hắn đi vào một cửa hàng pháp khí, tiện tay cầm một món pháp khí lên xem kỹ. Cái bình ngọc này thú vị đấy, chế tạo khá tinh xảo, chỉ có điều không được thực dụng cho lắm. Chủ quán cũng là đệ tử của thần cung, hắn cười bồi mà nói. Ánh mắt của Lao Thiếu Gia thật là sắc bén, thứ này là để trang trí thôi, không có tác dụng thực tế gì. Lao Hải Điền lại nói, ta cũng chẳng cần thực dụng gì, mấy hôm nữa ta phải mừng thọ người nhà, ta cần một món quà, tốt nhất là vừa đẹp đẽ vừa thú vị. Chủ quán có vẻ khó xử, cái này thì hơi khó, pháp khí trong tổng môn, đại đa số nhắm vào thực dụng, không mấy ai chú ý về ngoài cả. Không sao, để ta xem thử, còn cái này thì cứ đấy tạm đã. Lao Hải Điền không buồn quan tâm, vung tay lên nói, đúng rồi, cái này ra bán thế nào? Chủ quán cười nói, Lao Thiếu Gia là bạn của Khổng Đại Thiếu Gia, sao ta dám chào giá cao, bình ngọc này ta mua vào 100 linh thạch, bán 200 linh thạch. Lao Thiếu Gia muốn thì ta xin để lại với giá gốc. Không cần đâu, buôn bán thì cũng phải có lãi chứ. Lao Hải Điền lấy ra 150 viên linh thạch, ném cho hắn. Chủ quán cực kỳ vui mừng. Khổng Chiêu Thắng lắc đầu một cái, người cần gì như vậy? Lao Hải Điền cười ha hả, không sao, không thiếu chút tiền ấy. Lữ Dực bên cạnh lại cười bồi, đúng vậy, Lão Thiếu Gia có sản nghiệp lớn, trước này vẫn chỉ trả hào phóng mà. Các người cũng đâu có tệ. Lao Hải Điền tùy ý nói, ngày ngày ngồi thu linh thạch, tay làm hàm nhai, đâu có như ta, dựa cả vào cha ta. Ta ấy à, chỉ là một thằng con phá hoại, ngày nào cũng bị cha ta đá mắng thôi. Khổng Chiêu Thăng biết tính khí của Lao Hải Điền, hắn tự nói mình phá hoại thì được, người khác thì không được nói. Vì vậy, hắn không tiếp lời mà chỉ nói, chúng ta mới đã dựa vào danh tiếng của sư phụ đây này. Hơn nữa không phải một mình sư phụ ta định đoạt ở Thiên Tập Phong này, vài vị đại năng cũng trấn giữ ở đây, cũng phải đưa tiền lên bên trên. Chúng ta chỉ ăn chút cơm thừa canh cặn thôi. Ba người vừa nói đùa vừa đi ra khỏi quán, vừa vặn thêm một nam tử với gương mặt xấu xí đi từ đằng trước tới, ngồi xuống đối diện bọn họ, lấy một tấm vải ra trải xuống dưới đất, bắt đầu bán đồ. Lão Hải Điền cười nói, ồ, có khách tới cửa kia. Nhưng không ngờ, cả Khổng Chiêu Thăng và Lữ Dực đều nhìn đối phương với vẻ rất kỳ quái, không nói một câu. Lữ Dực đánh mắt cho Khổng Chiêu Thăng. Khổng Chiêu Thăng hừ một tiếng, giả bộ không nhìn thấy, không ngờ lại quay đầu định bỏ đi. Chỉ có điều hắn muốn đi nhưng Lao Hải Điền lại dừng chân. Ánh mắt của hắn bị một món đồ thu hút, đó là một cái vòng tay được thiết kế rất đẹp. Sau khi kích hoạt, sẽ từng quầng sáng tỏa ra trên chiếc vòng, từng đóa hoa tươi nở rộ, còn có thể thấy một cô gái nhảy múa uyển chuyển trên vòng ấy, còn là một mỹ nhân. Lao Hải Điền vừa thấy, đã lập tức đi tới hỏi, cái này ra bán thế nào? Không ngờ đối phương lại lắc đầu, ta không bán vòng tay này. Lao Hải Điền khá bất mãn, không bán thì người bày ra đây làm gì? Đối phương cười nói, đương nhiên là để thu hút khách khứa rồi, sao nào, không được à? Lao Hải Điền lập tức nổi giận, nhưng nhìn vòng tay lấp lánh kia lại càng ưa thích, không muốn bỏ qua. Hắn quay đầu lại nhìn Khổng Triều Thăng. Khổng Triều Thăng, người này vừa tới bày sạp, còn trên đổ phí cho người đúng không? Khổng Triều Thăng mắng thầm trong lòng, người nhắc tới chuyện này làm gì? Vốn dĩ hắn định coi như không nhìn thấy, thế nhưng Lao Hải Điền đã nói như vậy, hắn chỉ còn cách đi tới hùng hăng nói, Ninh dạ, Lao huynh là bằng hữu của ta, người bán cái này cho Lao huynh đi, coi như ta nợ người một món nợ ân tình. Câu này của hắn khá là khách sáo, dù sao người ta cũng nắm được nhược điểm của hắn, nhưng Ninh dạ lại cười nói, ta mà muốn ân tình thì cần quái gì ngươi, tự ta không biết làm chắc. Lúc này ngay cả Lao Hải Điền cũng thấy có vẻ không đúng, hơi ngạc nhiên. Khổng Triều Thăng biến sắc, Ninh dạ, người muốn chết à? Ninh dạ đã sắp lại gần, ta biết người đang nghĩ gì, không phục thì người tới đây, nếu người đánh bại được ta, ta sẽ trả lại thứ kia cho người. Ninh dạ ngắt lời hắn, đây là người nói đấy nhá. Khổng Triều Thăng vui mừng, lần trước hắn thua Ninh dạ vốn đã không phục, khoảng thời gian này khổ sở tu hành, tu vi đã lên tới tầng 8, vẫn cao hơn Ninh dạ một chút. Quan trọng nhất là lần này thủ đoạn mà Ninh dạ từng dùng để đánh bại hắn chắc chắn sẽ không có hiệu quả nữa. Đương nhiên Ninh dạ gật đầu, được. Khổng Triều Thăng thét lớn một tiếng, thanh kiếm lớn lập tức chém thẳng xuống. Hắn biết phù lục của Ninh dạ rất mạnh, vì vậy không cho y cơ hội dùng phù chú, trực tiếp dùng sát thân mạnh mẽ tấn công. Nhưng tình hình lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Ninh dạ vốn không cần phù chú, Ninh dạ xuất thủ nghênh tiếp thành kiếm lớn, dùng công đối công. Khác với những lần trước, lúc đó thực lực bên ngoài của Ninh dạ tăng trưởng có hạn, trong tình huống không thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn, Ninh dạ chỉ có thể thu mưu lợi thôi. Nhưng lần này không như lần trước, đối diện với thanh kiếm lớn của Khổng Triều Thăng, toàn thân của Ninh dạ tỏa ra từng luồng đao luân, đao quang bộc phát làm đổ ra vô số mưa ánh sáng, khiến cho những người đứng bên ngoài quan chiến cũng cảm thấy đau đớn như cắt da cắt thịt. Sát thần đao, ngừng quang thành đao. Lao Hải Điền không khỏi buột miệng thét lên. Hắn cũng là người có kiến thức, liếc mắt một cái là nhận ra Ninh dạ đang sử dụng sát thần đao. Hơn nữa là sát thân đao đại thành đã đột phá. Người dùng sát thân đao bản thân đã là đao. Ninh dạ tu luyện Nhật Luân Kính rồi về dùng thủ đoạn hệ quang. Thời khắc này y kết hợp cả Nhật Luân Kính và hai sát đao thần đao tầm đao. Nhật Luân Kính không còn là tấm kính tỏa ra ánh sáng mặt trời hoàn chỉnh, mà tan thành hàng ngàn, hàng vạn luồng mưa ánh sáng truyền vào cơ thể, lại được Ninh dạ điều khiển sử dụng, dùng ánh sáng làm đao, một đao sát thân. Đây là tiêu chuẩn vượt qua cực hạn, mang ý nghĩa sát thân đao của Ninh dạ bắt đầu có đặc điểm riêng. Với tu vi của y mà đã làm được điều này, Lao Hải Điền sao không sợ hãi cho được. Ngay sau đó, ngàn vạn điểm sáng kia xé gió bay tới, khí thế như không đầu không có, bao phủ khắp mọi nơi, ập về phía Khổng Triều Thăng. Khổng Triều Thăng kinh ngạc phát hiện, đối mặt với lưỡi đạo ánh sáng kinh khủng như thủy triều vô tận này, sát thân đạo của mình lại hoàn toàn không còn năng lực chống đỡ. Mấu chốt nhất là tốc độ của ánh sáng cực kỳ nhanh, không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Quang triều cuồn cuộn, sắc bén như đao, chém qua thân thể Khổng Triều Thăng, chỉ trong chớp mắt đã lưu lại vô số vết đao trên người hắn. Cuối cùng cũng may là tu vi của Ninh dạ còn thấp, uy lực của lưỡi đao ánh sáng được ngừng tụ còn kém xa sát thân đao bình thường. Nhưng cho dù thế, Khổng Triều Thăng cũng chẳng khác nào bị lăng trì, biến thành một người đầy máu me. Thật ra thương thế của Khổng Triều Thăng cũng không nặng, nhưng mà cơn đau và những vết thương mang lại vượt qua giới hạn, không quan tâm tới thương tổn của Khổng Triều Thăng, lập tức khiến hắn ngã thẳng xuống đất, kêu rên ầm ĩ. Một chiêu, chỉ đúng một chiêu, Khổng Triều Thăng đã thua. Lữ Dực cũng hoảng sợ, chỉ mới mấy tháng sao Ninh dạ này lại đột nhiên lợi hại như vậy. Nhưng hắn không biết, đây là do Khổng Triều Thăng tự cao tự đại, y vào công pháp không quan tâm tới thương tổn, vì vậy không sử dụng bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào. Nếu đổi thành là người khác, Cứ tùy ý sử dụng một pháp thuật phòng ngự là có thể giảm bớt uy lực của chiều ngưng tụ ánh sáng thành đao này. Lực công kích của chiều này quá yếu, là điển hình cho gặp yếu thì mạnh. Lúc này cơn bữa ánh sáng đầy trời thu điểm lại, trở về cơ thể của Ninh Giả. Ninh Giả thở dài một tiếng, đừng nhìn y chỉ xuất có một chiêu. Thực ra chiêu này tiêu tốn phần lớn tinh khí thần của y, nhưng có thể dùng tu vi tầng 7 chiến đấu chính diện đánh bại một tu vi tầng 8. Hơn nữa chiến pháp của đối thủ vốn khắc chế bản thân, chỉ riêng chuyện này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Khoảnh khắc đó, vô số đệ tử xung quanh lại bàn tán xôn xao. Thủ đoạn thật là cao siêu, lợi hại, chỉ riêng đòn này đã sánh ngang với Tàng Tượng đỉnh phong rồi. Sắc mặt của thần cung Hắc Bạch Thần Cung chúng ta, ngọa hổ Tàng Long thật, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Sát thần đại thành còn đột phá thêm, chắc kẻ xấu này đã kìm nén lâu rồi. Lúc này chỉ muốn hót một tiếng mà kinh động cả thiên hạ thôi. Đối với các đệ tử, chuyện hót một tiếng kinh động cả thiên hạ không phải là tâm trạng kỳ lạ gì. Có biết bao nhiêu đệ tử gắng gượng khổ tu, chỉ mong một ngày nào đó luyện thành công pháp, lọt vào pháp nhãn của bề trên. Thấy Khổng Triều Thăng bị thương nặng, Ninh Dạ đánh ra một tấm phù chú chữa thương cho hắn rồi nói: Khổng sư huynh, xem ra lần này người lại thất bại rồi. Khổng Triều Thăng nằm dưới đất, tuyệt vọng nhìn Ninh Dạ, chẳng muốn nói thêm một câu. Ninh Dạ nhìn Lao Hải Điền bỗng thấy hơi sợ. Tuy rằng hắn là Tàng Tượng đỉnh phong, nhưng vẫn không nắm chắc đối phó với chiều đao này của Ninh Dạ. Không ngờ Ninh Dạ lại nhét vòng tay lấp lánh kia vào tay hắn. 200 linh thạch bán cho người. Lao Hải Điền không ngờ y lại khách khí với mình như vậy, mà 200 linh thạch cũng hoàn toàn là không đắt. Hắn vui mừng khôn xiết, vội vàng đưa linh thạch cho y, cảm ơn đã bán cho ta. Ninh Dạ đã mỉm cười nói, dù sao ta cũng phải nể mặt huyền sách sứ chứ. Hóa ra y nhận ra mình. Lao Hải Điền vui mừng. Hắn không thấy lạ vì sao Ninh Dạ lại nhận ra mình. Dù sao Lao Huyền mình cũng rất uy phong, có rất nhiều người muốn kết giao với hắn. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên cạnh đó. Ninh Dạ phải không? Ra tay trên Thiên Tập Phong của ta, đánh trọng thương đồng môn, có phải phá quá đáng lắm không? Lê sư huynh, xin chào Lê sư huynh. Theo tiếng chào hỏi này, năm người đồng thời nhường ra một con đường. Một gã cao to thô kệch đi tới. Thân thể người này khôi ngô dị thường, cơ bắp toàn thân gồ ghề, nửa người trên để trần, đi tới với khí thế như hổ như báo. Hắn tên là Lê Sơn Hà, đệ tử của Cực Quyền Long Đằng Hổ. Long Đằng Hổ cũng là một trong tứ cửu nhân ma. Xét theo bối phận thì Lê Sơn Hà không cao hơn Ninh Giả, nhưng Lê Sơn Hà nhập môn đã 30 năm, bây giờ đã là cảnh giới Hoàn Luân trung kỳ, thực lực cao hơn Khổng Triều Thăng rất nhiều. Ngoại trừ đại lão trấn thủ, người quản lý chủ yếu trên Thiên Tập Phong này chính là hắn. Lúc này hắn thấy Khổng Triều Thăng đã bị thương, trong lòng cũng thầm tức giận. Lần này hắn xuất hiện, mọi người đều cảm thấy sắp có trò hay để xem. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lại đột nhiên vang lên. Chẳng qua là đồng môn luận bàn thôi mà, có phải chuyện lớn gì đâu, bị thương thì chữa khỏi là được, sao đây sư huynh phải để ý như vậy. Giọng nói này êm ái dễ nghe, mang chút ý quyến luyến, lại lót lên vẻ dịu dàng triển miên, khiến cho lòng người say mê. Quay đầu nhìn lại, đã thấy bóng người thướt tha của Trì Vãn Ngừng đi tới. Không ngờ bên cạnh là Hứa Ngạn Văn, hắn đang cười hì hì nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ cũng ngạc nhiên, hiển nhiên y cũng không ngờ Trì Vãn Ngừng và Hứa Ngạn Văn lại xuất hiện ở đây. Đây vốn không phải kế hoạch của y. Lê Sơn Hà thấy Trì Vãn Ngừng cũng hơi ngạc nhiên, hóa ra là Trì sư muội, sao hôm nay sư muội lại rảnh rỗi tới chỗ ta? Trì Vãn Ngừng đưa mắt đầy quyến rũ với hắn, sao cơ, ta không được tới à? Lê Sơn Hà cười ha hả, sư muội nói gì thế, sư muội muốn tới, sư huynh vui còn chẳng được nữa là. Chỉ có điều tiên tử là người ở trên trời, e là cái chợ nho nhỏ của ta không lọt nổi pháp nhãn của tiên tử đâu. Trì Vãn Ngư vén một lọn tóc rủ xuống trên trán, nhẹ nhàng đáp lời, ta chỉ tùy ý đi dạo thôi, không ngờ lại gặp chuyện như vậy, Khổng sư đệ không sao chứ? Khổng Triều Thăng ôm ngực đứng dậy, sắc mặt khó coi, không biết được. Nếu như không việc gì rồi, thế thì nể mặt ta bỏ qua chuyện như thế này đi nhá. Trì Vãn Ngừng mỉm cười hỏi. Lê Sơn Hà nhìn Ninh Dạ, lại nhìn Trì Vãn Ngừng một chút. Trì sư muội là bằng hữu với Ninh Dạ sao? Đúng thế. Trì Vãn Ngừng trả lời gọn gàng dứt khoát. Có không ít cách khứa được Trì Vãn Ngừng bởi tiệc, nhưng không với ai được cô thừa nhận là bằng hữu. Cô vừa nói xong câu này, mọi người lại xem trọng Ninh Dạ hơn một chút. Ninh Giả lại không thích như vậy. Y gây ra chuyện hôm nay vốn là để tiếp cận Lao Hải Điền, đánh bại Khổng Triều Thăng là để xây dựng địa vị trong tiền vốn của mình, thực lực là trên hết. Món quà là để rút ngắn quan hệ. Lao Hải Điền học vấn gia truyền uyên thâm, giỏi về mưu lợi luồn cúi, thích nhất là lôi kéo người mới. Có lần tiếp xúc đầu tiên này thì sau này sẽ dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ Trì Vãn Ngưng xuất hiện, đoạt mất danh tiếng của Ninh Giả, ngược lại làm cho kế hoạch sau này của Ninh Giả có mà triển khai được. Y chỉ thấy phiền não, khẽ nhíu mày. Trong lúc đang suy nghĩ, lại nghe Lao Hải Điền nói, nếu tiền tử đã đứng ra, vậy chuyện này coi như thôi. Nói lại thì chuyện này bắt nguồn từ ta. Nếu không phải ta muốn mua chút quà cho gia phụ, có lẽ đã không có chuyện này. Đôi mắt mỹ miều của Trì Vãn Ngưng nhìn về phía Lao Hải Điền. Ô, chẳng lẽ là sinh nhật của Lao Sứ sao? Cái này thì không phải là một tiểu dì nương của ta thôi. Nếu thế thì... Ánh mắt của Trì Vãn Ngưng đảo qua. Hay là chúng ta cũng tới chúc mừng Lao Sứ đi. Lao Hải Điền vui mừng. Nếu Hòa Tiền Tử mà vui lòng tới dự tiệc thì quả là vẻ vang cho phụ ta rồi. 3 ngày sau tại Lao Phủ. Hôm nay Lao Phủ hết sức náo nhiệt. Lao Huyền Minh có 12 bà vợ. Hôm nay mừng sinh nhật người vợ thứ 7 của hắn. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là hôm nay khách khứa trong bữa tiệc của hắn bất đồng. Nếu Hòa Tiền Tử Trì Vãn Ngưng đến, Tiểu Công Tử Hương Ngạn Văn đến, Cầm Thư Sinh Dương Tử Thủ đến, còn có Băng Phách Hàn Cực Thủ Trung Nhật Hàn cũng đến. Hàng loạt thiên kiêu của Hắc Mạch Thần Cung rõ ràng đã khiến Lao Phủ nở mày nở mặt. Thân là một trong cửu đại huyền sách xứ, Lao Huyền Minh vừa là người vênh váo ngất trời, nhưng mặt khác cũng rất tự ti, chức cao mà cấp thấp. Chính vì vậy, lúc riêng tư, Lao Huyền Minh thường nói, người các nhìn ta đều thấy hâm mộ đố kỵ, chỉ cảm thấy Lao Huyền Minh ta thân là một trong cửu đại huyền sách xứ, gọi một tiếng là hàng loạt người đáp lời, nhưng lại không biết trong tiền môn, thực lực mới là số 1. Huyền sách xứ tạo uy phong đến đầu cũng chỉ là chơi đùa trong đám phạm nhân, tới tiền môn lại chẳng là cái thá gì. Vì vậy, cho dù Lao Huyền Minh cũng cực kỳ hoan nghênh chuyện Trì Vãn Ngưng, Trung Nhật Hàn đến Lao Phủ. Người như hắn, tiền đồ tu tiên có hạn, chỉ chú trọng chuyện luồn cúi, móc nối, tâm tư linh hoạt. Hắn không có năng lực quan sát cho lợi ích như là Cầu Chân, nhưng khả năng đối nhân xử thế lại chu đáo hơn hẳn. Vì vậy lúc này, trong Lao Phủ, tiệc rượu vui vẻ, vũ nữ nhảy múa, nhạc điệu du dương là một tiết mục ca múa đặc sắc. Lao Huyền Minh ngồi trên ghế chủ tọa, nhỏ giọng nói với con trai Lao Hải Điền, lần này xem như con đã làm đúng một lần, rốt cuộc cũng có chút tiền đồ rồi. Lao Hải Điền hiếm khi được cha khích lệ, cũng hết sức vui mừng. Trì Vãn Ngưng ngồi bên tay phải phía dưới Lao Huyền Minh. Vốn dĩ, với địa vị của cô, chỉ cần ngồi sau Trung Nhật Hàn, nhưng cô lại tự nguyện ngồi xa hơn một chút, cô ngồi bên cạnh Ninh Giả. Ninh Giả cũng không biết nên nói gì về chuyện này. Vị trí của sư tỷ có vẻ hơi sai sai. Trì Vãn Ngưng thản nhiên nói, không sao đâu, ngồi ở đây ít nhất cũng tiện nói chuyện với người. Ninh Giả bèn mỉm cười, sư tỷ hạ mình tham gia bữa tiệc của Lao Phủ là để nói chuyện với ta sao? Trì Vãn Ngưng trả lời, cái lình lùng trạc mà người mua là do ta làm ra đấy. Hả? Ninh Dạ ngạc nhiên. Trì Vãn Ngưng trả lời, lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng ta cũng làm vài món đồ nho nhỏ để chơi, chủ yếu là để học tập một số đạo lý về cơ quan. Như vậy, vạn nhất tương lai gặp phải người nấp ở trong bóng tối, ít nhất thì cũng không tới mức hoàn toàn không có cách nào xử trí. Ninh Dạ cười gượng 2 tiếng. Trì Vãn Ngưng tiếp tục nói, sau khi làm xong thứ này, ta chế nó vô dụng nên nhờ một người bằng hữu bán nó đi. Nhưng do vẻ ngoài thì thừa chứ chẳng mấy thực dụng, nên ta không cho người bằng hữu kia nói là ta làm. Vì vậy mãi vẫn không bán được. Đột nhiên mấy hôm trước, người bằng hữu kia nói với ta có người mua rồi. Người đoán xem người đó trả giá bao nhiêu linh thạch? Ninh Dạ cúi đầu không nói gì, chỉ thở dài. Từ khi biết Lao Hải Điền muốn tìm một món quà đẹp đẽ tinh xảo để tặng tiểu dì nương của mình, y đã tới chợ đi lượn một vòng, mua được linh lùng trạc kia, lại chở Lao Hải Điền tới bán cho hắn để lôi kéo tạo quan hệ. Chỉ không ngờ mình lại kém may mắn như vậy, mua phải tác phẩm của Trì Vãn Ngưng. Chẳng trách tay nghề cơ quan trận pháp chỉ bình thường nhưng lại chế tạo cực kỳ xinh đẹp. Đây đúng là tính cách bẩm sinh của nữ nhân. Quan trọng nhất là y chỉ tới 800 linh thạch để mua vòng tay này. Một món đồ giá 800 linh thạch rồi bán sang tay cho Lao Hải Điền với giá 200 linh thạch. Thế này có khác nào là nói với Trì Vãn Ngưng y đang có mục đích khác. Mấu chốt nhất là Trì Vãn Ngưng vốn đã để ý tới mình. Chẳng trách cô nàng lại chủ động tham gia buổi tiệc mừng lần này. Đúng là đâm đầu vào mũi giáo rồi. Ninh Dạ không thể không gật đầu. Sư tỷ thật thông minh. Ninh sư đệ xin bái phục. Đúng rồi, hôm đó là ta cố ý, chỉ muốn kết giao với Lào Hải Điền mà thôi. Vì sao? Ta muốn dựa vào bốn gốc đại thụ. Ninh Dạ trả lời. Làm thế không mất mặt chứ? Hai mắt của Trì Vãn Ngừng híp lại. Vì vậy mà không ngại đắc tội với Khổng Chiêu Thăng sao? Ninh Dạ đờ ra. Muốn tiếp cận Lào Hải Điền mà đắc tội với Khổng Chiêu Thăng, đây không phải hành động của người thông minh. Cách làm của Ninh Dạ vẫn có sơ hở. Ninh Dạ không thể không đáp. Đã đắc tội với hắn từ trước rồi, hắn có nhược điểm trên tay của ta, không dám làm gì ta đâu. Trì Vãn Ngưng mỉm cười vui vẻ rồi nhìn y. Ninh sư đệ đúng là không đơn giản nhỉ? Ninh Dạ càng lúc càng đau đầu. Bây giờ y bắt đầu hối hận vì đã để Trì Vãn Ngưng nghi ngờ bản thân mình. Lúc này lại nghe sau lưng có một tiếng kêu. A! Âm thanh thê lương mà sắc bén khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Trì Vãn Ngưng vô thức nhìn sang Ninh Dạ, lại thấy Ninh Dạ cũng đang ngạc nhiên. Theo kế hoạch của Ninh Dạ, đầu tiên phải nghĩ cách kéo gần quan hệ với Lào Hải Điền, sau đó đi được vào Lao phủ, lại nhờ thiên cơ gây chuyện, chuyển Vũ Giáo sang phía Thư Yêu, cuối cùng bắt được kẻ bị Thư Yêu vặn vẹo tâm trí, giải cứu, cuối cùng lại giá họa chuyện ở Lao phủ cho kẻ khác, tốt nhất là giám sát đường, có vậy mới nhận được hảo cảm của Lào Huyền Minh, còn có thể gây xích mích giữa hai đại điện ở Hắc Bạch Thần Cung. Đây mới là cách thức hành động bình thường của một người báo thù. Toàn bộ kế hoạch vô cùng đơn giản, xưa này không phải kế hoạch càng phức tạp thì càng tốt. Một kế hoạch hiệu quả là có thể thực hiện theo cách đơn giản nhất. Nhưng tiếng kêu thảm thiết phát ra ngay lúc này lại khiến cho Ninh Dạ ngạc nhiên. Chuyện này không phải do thiên cơ gây ra, vì giờ thiên cơ vẫn đang còn trên người của y, chưa có lên đường mà. Chẳng lẽ lại có chuyện bất ngờ gì xảy ra? Ninh Dạ nghĩ. Nghe tiếng kêu thảm này, tất cả mọi người cùng ngạc nhiên. Lào Huyền Minh đã đứng dậy. Xảy ra chuyện gì thế? Chỉ thấy một nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới. Lão già, không tốt rồi, Ngũ tiểu thư. Còn bé bị làm sao? Lào Huyền Minh vội hỏi. Ngũ tiểu thư chết rồi. Nha hoàn cuống cuống tới muốn khóc. Cái gì? Mọi người cùng kinh ngạc. Ngũ tiểu thư của Lao phủ là Lao Ngân Yến, người khác không biết, chứ Ninh Dạ biết cô ấy chính là người bị Thư Yêu xâm lấn tâm trí. Lao Ngân Yến đã chết, thế thì vở kịch tiếp theo còn diễn thế nào được? Kế hoạch ghét nhất là gặp phải bất ngờ. Những kế hoạch mà Ninh Dạ lập ra trước đây chưa từng có bất ngờ gì. Nhưng lần này, bất ngờ đã xuất hiện đối tiếp nhau, hết cái này đến cái khác. Đầu tiên là đám người Trì Vãn Ngưng không mời mà tới, sau đó là chuyện bây giờ. Ninh Dạ đã ý thức được, e rằng kế hoạch của mình lần này phải thay đổi rồi. Ngay sau đó, thân hình của Lao Huyền Minh lập tức xông thẳng ra ngoài. Những người khác cũng đồng loạt chạy theo sau. Đi tới gian nhà phía sau, chỉ thấy trong một khu nhà, thi thể của Long Ngân Yến đang nằm trên mặt đất. Cô ta trợn trừng đôi mắt nhìn lên bầu trời, hai mắt đỏ bừng, sáng vẻ như chết không nhắm mắt. Vì sao lại như vậy? Còn cái... Lão Huyền Minh đã lao tới, ôm lấy thi thể của Long Ngân Yến thét lớn. Lão Huyền Minh giận dữ tới mức toàn thân run lên. Ai? Là ai đã làm chuyện này? Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhưng chỉ nói dùng như vậy thì có ích gì chứ? Ninh Dạ nhíu mày, quan sát thi thể một chút, rồi đột nhiên nói. Có lẽ hung thủ còn chưa đi khỏi đâu. Huyền Sách Sứ đại nhân, kính xin ngài lập tức hạ lệnh phong tỏa Lao phủ, không cho bất cứ ai ra vào. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn Ninh Dạ. Lão Huyền Minh cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Ninh Dạ nhanh chóng nói, không kịp giải thích, phong tỏa trước đã. Lão Huyền Minh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hai tay rung lên, pháp lực tuôn trào, ầm một tiếng, một đại trận đã từ trong phủ dâng lên, phong tỏa toàn bộ Lao phủ bên trong. Trung Nhật Hàn nhìn về phía Ninh Dạ. Ninh sư đệ, người nói hung thủ giết người còn chưa rời đi, vì sao ngươi lại phán đoán như vậy? Vì cô ấy không phải bị tù sĩ giết chết. Ninh Dạ chỉ vào thi thể nói. Mọi người nhìn xem, vết thương trí mạng ở cổ họng, cắt đứt khí quản và mạch máu, dẫn tới cái chết của cô ấy. Thế nhưng miệng vết thương có nhiều vết đao, rõ ràng không phải chỉ một đao. Trừ vị, Ngũ tiểu thư không phải người tu hành, nếu tù sĩ giết chết cô ấy còn cần nhiều đao như vậy ư? Đương nhiên là không cần. Bất cứ tu sĩ nào muốn giết một phạm nhân thì chỉ cần tùy ý xuất một chưởng là được, còn cần dùng đao làm gì? Diện tích của Lao phủ rất là lớn, tiếng hét vừa vang lên thì mọi người đã chạy tới. Trong thời gian ngắn như vậy, đúng là phạm nhân khó lòng chạy khỏi Lao phủ. Lão Huyền Minh lập tức hiểu ý. Ý của người là hạ nhân trong phủ ta gây ra ư? To gan, người đâu, dẫn tất cả hạ nhân tới đây cho ta. Tất cả hạ nhân trong lao phủ nhanh chóng bị áp giải tới, quỳ rạp xuống trước mặt Lao Huyền Minh. Anh ấy run run rẩy rẩy, luồn miệng kêu oan uổng. Lao Huyền Minh đang tức giận, hắn quát tháo liên hồi, chất vấn rốt cuộc là kẻ nào to gan dám giết chủ. Chỉ có điều những hạ nhân kia nào dám thừa nhận, ai cũng lên tiếng phủ nhận. Lão Huyền Minh lại không có năng lực phá án, thấy đám người có chết cũng không chịu thừa nhận, lửa giận trong lòng lại càng dâng lên. Ầm một tiếng xuất trưởng đánh ra, đã đánh chết một thị nữ đứt gần gãy xương. Hắn quát lớn, nếu không ai thừa nhận, vậy giết hết toàn bộ đi là được, ta giết lầm còn hơn bỏ sót. Đinh Dạ cao mày, lão sứ khoan hãy động thủ. Hả? Lão Huyền Minh quay sang trừng mắt nhìn Đinh Dạ, người định biện hộ cho chúng sao? Đinh Dạ lắc đầu, không phải ta muốn biện hộ cho bọn họ, chỉ có điều chưa chắc trong số bọn họ đã có hung thủ giết chết tiểu thư nhà ngài. Nếu ngài giết chết tất cả mọi người mà không điều tra cho rõ, chỉ là làm lợi cho hung thủ thôi. Lão Huyền Minh quan sát Ninh Dạ một lúc, rốt cuộc cũng để ý tới mà hỏi, người là ai? Lục trường hắn chỉ chú ý tới đám người Trì Vãn Ngưng, Trung Nhật Hàn, không mấy để tâm tới Ninh Dạ. Trì Vãn Ngưng bèn nói, đệ tử Thất Sát Thiên Đao, Ninh Dạ. Nghe cô nói y là đệ tử của Thất Sát Thiên Đao, rốt cuộc Lão Huyền Minh cũng khách khí hơn, kính xin Ninh công tử chỉ giáo cho. Ta muốn kiểm tra thi thể. Ninh Dạ trực tiếp nói, được. Lão Huyền Minh cũng rất quyết đoán. Ninh Dạ đã đi tới kiểm tra cẩn thận. Ngân Ngạn Văn hơi căng thẳng, này, ngươi có làm được không đấy, đừng làm trò cười nhá. Ninh Dạ không buồn quay đầu lại, ngươi có nghe tới vụ án Cố phủ không? Ngân Ngạn Văn ngạc nhiên, có chứ, là ta phá án đấy. Ngân Ngạn Văn khinh thường, thế có tính là gì? Ninh Dạ dùng ngón tay chỉ Khổng Triều Thăng đằng sau, người đi mà nói câu này với hắn. Khổng Triều Thăng sắc mặt cũng đỏ lúc trắng. Trong khi đang nói, Ninh Dạ đã kiểm tra qua thi thể Đào Ngân Yến mà nói, trong móng tay cô ấy có thịt nát, chứng tỏ đã làm đối phương bị thương. Nghe y nói như vậy, mọi người cùng nhìn sang đám hạ nhân. Đột nhiên Lão Huyền Minh tóm lấy một người trong đó, trên người có vết thương. Hóa ra trên mặt người kia có phải vết thương. Hạ nhân kia kinh hãi, lão gia, vết thương trên mặt tôi là từ 3 ngày trước rồi, tôi và vợ tôi cãi nhau bị cào trúng, là vết thương cũ, đại phu nhân cũng biết mà. Đại phu nhân ở bên cạnh đã gật đầu liên tục, đúng là như vậy. Ninh Dạ nói, không phải cào bị thương mà là đâm bị thương. Cách gì? Mọi người lại nhìn về phía Ninh Dạ. Ninh Dạ khua tay một chút, trước khi cô ấy chết, móng tay đã bắn ra, sắc bén như đao, đâm vào trong cơ thể một người nào đó, lúc bay về mang theo chút thịt nát. Không thể nào, Lão Huyền Minh đã kêu lên, muốn làm được chuyện này ít nhất phải nhập môn tu tiên, mà Long Ngân Yến vốn không phải là tu sĩ. Nhưng Ninh Dạ lại biết là có thể. Long Ngân Yến bị thư yêu xâm hại, vặn vẹo thần trí, bản thân cũng nhận được một chút yêu lực, có thể thi triển một số thủ đoạn của tu sĩ. Chính vì vậy, khi cô chết, hai mắt mới đỏ sẫm như máu. Vì vậy, Ninh Dạ nói thẳng luôn, nếu bị khống chế thì có thể đấy. Nghe y nói như vậy, Trung Nhật Hàn đã xông tới nắm lấy cổ tay của Long Ngân Yến, thử kiểm tra một chút. Ninh Dạ nói không sai, trong cơ thể Ngũ tiểu thư còn sót lại một chút yêu lực, xem ra bị yêu vật nào đó ảnh hưởng rồi. Lão phụ có yêu ư? Mọi người đều ngơ ngác. Ninh Dạ lại vân về chỗ thịt vụn trong tay Long Ngân Yến. Bên ngoài là quan sát tỉ mỉ, thực chất là vận dụng vấn thiên thuật suy đoán lai lịch của chỗ thịt này. Do tu vi của Ninh Dạ đã lên tới tầng 6, cho dù không có cồn đồn kính, Ninh Dạ cũng có thể tra xét. Nhưng kết quả tra xét lại khiến Ninh Dạ cả kinh. Cái gì? Đây là máu thịt đã ma hóa. Trong lao phủ có người của ma tộc. Lần trước tới Cố phủ không gặp được ma tộc, không ngờ lại gặp được ở đây. Nhưng nếu là ma tộc thì không phải phàm nhân, vì sao thủ đoạn giết chết Lào Ngân Yến lại vụng về như vậy? Suy nghĩ của Ninh Dạ xoay chuyển, đang nghĩ đến vô số khả năng. Đột nhiên y xông tới, lao thẳng vào thư phòng, trầm giọng nói, có phải trước khi chuyện này xảy ra, Ngũ tiểu thư đang đọc sách ở đây không? Vài thị nữ phụng dưỡng Lào Ngân Yến đồng thời gật đầu, thừa đúng là như vậy. Lão Huyền Minh đã xông tới như làn gió, người phát hiện ra điều gì à? Ninh Dạ đang định trả lời, đột nhiên y biến sắc, ôm lấy Lão Huyền Minh lao ra, lùi lại. Ngay lúc hai người xông ra khỏi thư phòng, chỉ thấy xoạt một tiếng, trong thư phòng có đại lượng khói đèn bốc lên. làn khói còn ngưng tụ thành một bóng vuốt màu đen sắc bén, hung ác ập tới. Sau lưng Ninh Giả lóe lên ánh kim, phát động kim giáp phủ, móng vuốt xé tan phòng ngự của kim giáp phủ, đánh thẳng lên lưng Ninh Giả. Ninh Giả hự một tiếng, đã bị thương rồi. Cuối cùng, cũng phải đám người Trung Nhật Hàn đã cùng động thủ. Trong khu sau của La phủ lập tức tràn ngập chấn động pháp thuật, đồng thời đánh về bóng vuốt màu đen kia. Trong làn khói dày đặc, một giọng nói lạnh lùng khốc liệt mỉm cười kỳ quái nói: lại bị một tên tiểu tử xấu xí nhận ra hành tung, đúng là quá mất mặt. Sau lời nói này, chỉ thấy khí đèn vô biên cuộn tròn bao trùm toàn bộ lao phủ vào trong. Cùng lúc đó, đám hạ nhân kia kêu gào thảm thiết, anh ấy cơ bắp cuồn cuộn, xương cốt đâm ra ngoài cơ thể, hóa thành từng lưỡi cốt đào sắc bén. Không ngờ tất cả đều hóa thành nhận cốt ma. Chủng ma đại pháp à? Là người trong ma môn à? Có người đã cào giọng quát lớn. Đám hạ nhân hóa thành nhận cốt ma đã gầm thét điên cuồng, lao thẳng về phía đám người. Tuy bọn họ vốn là phàm nhân, nhưng lúc này đột nhiên ma hóa, chiến lực tăng mạnh. Chứng kiến tình huống như vậy, lẽ nào Ninh Giả còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là Long Ngân Yến bị một hạ nhân ma hóa nào đó giết chết. Tuy hạ nhân kia đã ma hóa, nhưng thủ đoạn vẫn rất thổ kịch, lùng giết người không có chút kỹ xảo nào, chỉ có điều lực lượng rất mạnh, chẳng trách phải đâm nhiều nhát như vậy. Lúc đầu Ninh Giả không biết, còn tưởng ai có thù hận với Long Ngân Yến, giờ xem ra không phải như vậy rồi. Chỉ có điều không biết vì sao, Long Ngân Yến vì thứ yêu phản vẹo tâm trí lại đánh với người bị ma hóa. Chẳng lẽ người trong ma môn kia nhắm vào thứ yêu sao? Không đúng, nếu thế giới trong ma môn cứ lặng lẽ đối phó với thứ yêu là được, cần gì phải ma hóa toàn bộ hạ nhân trong lao phủ. Trùng ma đại pháp không thể sử dụng tùy tiện, phải hạ thuốc đặc biệt trong đồ ăn thức uống mới có thể phát động ra. Vậy tức là đối phương đã có âm mưu từ trước. Chẳng lẽ trong lao phủ có gì bí mật? Dẫu sao Ninh Giả cũng mới giám sát lao phủ chưa lâu, chỉ có cơ mật gì thì y cũng không có thể phát hiện ra ngay được. Lúc này y nhanh chóng suy nghĩ, lập tức ý thức được sự xuất hiện của ma môn không phải ngẫu nhiên, mình lại vô tình bị cuốn vào một âm mưu nào đó. Sau khi ý thức được điều này, y không định chiến đấu nữa. Sau khi cứu Lao Huyền Minh là nhanh chóng lùi lại phía sau, để mặc những người khác chiến đấu với ma môn, chỉ chú ý quan sát bốn phía xung quanh. Vấn thiên thuật và khi thiên thuật cùng phát động, che giấu bản thân, suy tính đối thủ. Chỉ có điều rõ ràng, người trong ma môn kia có bí pháp nào đó che giấu tung tích, chân thân không xuất hiện. Ninh Giả không tính được vị trí của hắn. Không được, không thể ỷ vào pháp thuật được. Ninh Giả vứt bỏ suy nghĩ bằng pháp thuật, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên là nghĩ tới một vấn đề. Đúng là người bị ma hóa không có thời gian rời khỏi, nhưng kẻ sử dụng trùng ma đại pháp lại có thừa thời gian trốn thoát. Nếu như thế, sao hắn lại không trốn? Vốn dĩ Ninh Giả tưởng Long Ngân Yến chết trong tay người bị ma hóa chỉ là một bất ngờ, nhưng bây giờ y lại đột nhiên có ý nghĩ khác. Nếu đây không phải bất ngờ thì sao? Nếu đây không phải bất ngờ, vậy vì sao đối phương lại chọn thời điểm ra tay, có nhiều khách khứa tới đây như vậy? Trong đầu Ninh Giả xuất hiện hành động của bản thân lúc ở thành Mộc Điện. Còn mẹ nó, y lập tức hiểu ra. Chiến sự vừa nổ ra, Đao Hải Điền lập tức đi ra phía ngoài. Làn khói đen che đậy, sương mù cuồn cuộn, để thêm trận chiến kịch liệt nên không ai chú ý tới hành tung của hắn. Hắn vừa đi vừa tháo mái tóc, khiến cho mái tóc dài chạm vai, đồng thời cởi chiếc áo dài trên người để lộ ra một tấm áo bó sát của nữ nhân, đồng thời gương mặt biến hóa, không còn là dung mạo Đao Hải Điền nữa mà xuất hiện một dung nhan yêu kiều quyến rũ động lòng người. Cứ thế từ một nam tử đã biến thành một cô gái. Thân hình đong đưa, cô đi thẳng vào trong gian nhà cho tới khi đến trước một thư phòng. Đây là thư phòng của Lao Huyền Minh, cũng là địa điểm quan trọng của hắn, còn được bố trí cấm chế mạnh mẽ, dẫu là con cái cũng không được vào. Thế nhưng một khi trận pháp của Lao phủ khởi động, cấm chế ở thư phòng cũng bị ảnh hưởng tới. Lúc này cô gái kia giơ tay ấn vào cửa phòng, chỉ thấy cửa phòng lấp lóe từng luồng sáng huyền bí. Tiếng cảnh báo vang lên, nhưng bây giờ toàn bộ Lao phủ đều đang hỗn loạn, đầu đầu cũng là tiếng cảnh báo, chút động tĩnh này không được ai để ý đến. Cô gái lập tức đánh ra vô số trường ảnh, mỗi trường đều rơi vào trong nơi mấu chốt. Chỉ trong lát sau đã nghe keng một tiếng, cửa phòng được mở ra. Cô gái bước vào trong thư phòng. Trong thư phòng của Lao Huyền Minh có rất nhiều tài liệu quan trọng, nhưng cô gái đều không quan tâm, chỉ cầm một quyển sách cổ có viết ba chữ Nam Minh Tập. Lúc này vừa cầm lấy Nam Minh Tập, đã thấy một làn khói trắng bốc lên từ trong sách, tạo thành gương mặt mông lung nhìn cô gái kia, đột nhiên cả kinh. Người tìm ra ta sao? Ta liều mạng với ngươi. Đã đoạn nó mở to miệng, trong miệng lóe lên từng văn tự màu vàng kim rơi xuống người cô gái. Cô gái kia cười nói, việc gì ngươi phải làm chuyện vô dụng này. Nói xong giơ ngón tay ấn tới, chạm vào quyển cổ thư kia. Chỉ nghe con thư yêu hét lên một tiếng a. Tất cả những văn tự vàng kim đồng thời tiêu tan, hóa thành điểm sáng rơi xuống trong sách. Thế mới đúng chứ. Cô gái cười đớn, cất Nam Minh Tập vào trong lòng, tiện tay lấy một con dấu rồi mới duyên dáng bước ra ngoài. Vừa đi cô nàng còn vừa búng tay tách một cái. Tiếng búng tay này vang lên, chỉ thấy lao phủ đã nổ ầm ầm, bụi đất đầy trời. Toàn bộ đại trận phong tỏa đã tan vỡ trong tiếng nổ ấy. Cùng lúc ấy, vô số tu sĩ bay tới, từng luồng kiếm quang sắc bén đâm vào trong làn khói đen, giết chết người bị ma hóa. Cô gái cúi đầu xông ra khỏi lao phủ, gặp ngay hai tu sĩ. Cô gái ôm ngực hô, thượng tiên mau cứu ta, có mà mồn tập kích. Hai tu sĩ kia không buồn để ý tới cô gái, lao thẳng qua bên cạnh cô, xông vào trong phủ. Cô gái cười lạnh nhìn theo bóng lưng bọn họ, trực tiếp đi về phía cửa hàng đối diện. Còn chưa bước vào, đã có một tu sĩ mặc pháp bào hắc bạch thần cung xông tới thét lớn với cô gái, nơi này rất nguy hiểm, còn không mau tránh đi chỗ khác. Cô gái ôm ngực nói, người ta không đi nổi nữa rồi. Vốn còn tưởng tu sĩ kia sẽ không để ý tới cô, trực tiếp đi vào trong phủ. Đồng người tu sĩ kia lại đi tới, đỡ cô lên nói, mau lên, ta dẫn người đi. Thế mà lại gặp người tốt à? Cô gái thầm vui mừng, không từ chối. Chỉ thấy tu sĩ đỡ cô dậy, vừa hay có một chiếc xe đi qua bên cạnh. Tu sĩ kia dừng xe lại, đưa cô gái lên xe rồi nói, được rồi, ngồi xe đi đi, đừng có dừng lại. Nói xong, nó lại đi vào trong lao phủ. Đã tạ thượng tiên. Cô gái vẫy tay với tu sĩ, xe ngựa chạy lộc cộc, đã tiếp tục lên đường. Tới càng lúc, canh cảng nơi xa này, thì cô gái mỉm cười nói với phụ xe, thôi được rồi, đến đây thôi, cảm ơn đã đưa tiễn. Nói xong đã nhảy xuống xe đi ra ngoài. Ra khỏi chấp tử thành, cô quay đầu nhìn trong thành vẫn tràn ngập khói đen. Đám tu sĩ luống cuống tay chân, cô gái cười hà hả, thành công rồi. Nói xong thò tay vào trong lòng, nhưng đột nhiên ngây ra như võng. Cô lần mò khắp người, nhưng không thấy bản Nam Minh Tập với còn dấu đâu hết. Chẳng lẽ bị mất rồi, sao lại như vậy? Trong lòng cô gái lạnh buốt, đột nhiên hiểu ra là tu sĩ kia. Chết tiệt, hắn dám trộm đồ của mình. Cô vừa kinh ngạc vừa tức giận, thứ này cực kỳ quan trọng, dù thế nào cũng không thể sai sót. Cơn thịnh nộ nổi lên, cô không e ngại gì chạy thẳng về phía tu sĩ lúc trước chạy vào lao phủ, chắc bây giờ vẫn còn ở đó. Một nguyên nhân rất quan trọng khiến cô dám lao về lao phủ là đối phương chỉ lấy đồ của cô chứ không tấn công cô, chứng tỏ đối phương chỉ đơn giản muốn trộm cái gì đó chứ chưa chắc đã phát hiện ra bí mật của cô. Nói cách khác, chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi. Ôm ý nghĩa nên cô chọn cách mạo hiểm trở lại tìm tu sĩ kia. Đồng thời thân hình của cô đã biến hình thành lao hải điền, lại tiện tay vơ lấy một bộ quần áo mặc vào. Vừa vào lao phủ đã thấy tình thế ở đây ổn định lại. Khói mà đã tan, những người ma hóa cũng bị giết chết, chỉ có điều lao phủ cũng bị hủy diệt, cảnh tượng thật hoang tàn. Lao Huyền Minh đang ôm vợ con khóc rống lên, người thân của hắn đã chết hết. Thấy cảnh tượng này, trong lòng cô gái thầm sung sướng, đáng kiếp nhà ngươi, ngươi cũng gặp quả báo rồi. Tên lão hải điền đi tới, Lão Huyền Minh kinh ngạc rồi lập tức vui mừng, con trai, con không sao chứ? Thân là người duy nhất có tư chất tù tiền của Lao gia, chuyện sống chết của Lão Hải Điền còn quan trọng hơn tất cả còn cái khác cộng lại. Lão Hải Điền xấu hổ nói, cha, do con trai vô dụng, vừa rồi thấy có một bóng đen nên đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát. Con không sao là tốt rồi, chỗ này có rất nhiều tu sĩ cường đại, con đừng có mạo hiểm, nếu còn gặp bất trắc, Lão gia sẽ tuyệt hậu đấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lão Huyền Minh khóc rống lên rồi nói, lúc này khắp nơi trong lão phủ đều có tu sĩ, ngoại trừ những người tới tham gia tiệc lúc trước, còn có tu sĩ bảo vệ của chấp tử thành. Người cầm đầu tên là Tôn Nguyên Thần, chính là nhị đệ tử của Nhạc Tâm Thiện. Lúc này hắn đang nói với Trì Vãn Ngưng, sư muội, muội tự mình trải qua chuyện vừa rồi, kể lại cho ta nghe xem có phát hiện gì không. Trì Vãn Ngưng khẽ lắc đầu, thuật lại mọi chuyện vừa diễn ra. Sau khi nghe xong, Tôn Nguyên Thần cũng nhíu mày. chuyện dính dáng tới Ma Môn thì phức tạp hơn nhiều. Bây giờ đại trận bị phá, chắc người trong Ma Môn đã chạy thoát, càng khó mà bắt được. Phải biết lũ Ma Môn này cái khác thì không giỏi, nhưng thủ đoạn ẩn giấu tung tích, huyễn hóa thành hình lại cực kỳ mạnh. Ngay cả Hắc Bạch Thần Cung cũng có lòng truy tìm. Nhưng ngoài miệng vẫn nói, ta đã phái người của Thần Cơ Đường, Truy Phong Đường, Giám Sát Đường tới, phong tỏa toàn điện Chấp Tử Thành này rồi, chắc chắn không để kẻ này chạy thoát đâu. Sau khi hắn lên tiếng, chỉ thấy phía xa còn có tu sĩ không ngừng chạy tới, không ngờ có cả Lạc Cầu Chân trong hàng ngũ đó. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, rõ ràng Lạc Cầu Chân cũng ngây ra một chút, lập tức đưa mắt nhìn sang người Ninh Dạ, ánh mắt như đang nói, quả nhiên chỗ nào có chuyện là chỗ đó có người. Minh Dạ không buồn để ý tới hắn. Trung Nhật Hàn ở bên này lại hừ lạnh một tiếng nói, đã muộn rồi, còn bao lâu như vậy, chắc kẻ trong bóng tối đã bỏ chạy không còn tung tích, giờ thì khó mà bắt được hắn. Tôn Nguyên Thần bị hắn phản bác như vậy, thâm tức giận, nhưng địa vị của Trung Nhật Hàn không thấp hơn hắn, đành cô nhẫn nhịn đáp lời, dù sao cũng phải thử một phen. Nói xong, hắn nhìn sang phía Lạc Cầu Chân, Lạc chấp sự, trong Giám Sát Đường người nổi tiếng là người tình tưởng được việc, e là vụ án lần này lại cần ngươi phát huy tác dụng rồi. Là Cầu Chân chắp tay, Cầu Chân sẽ cố gắng hết sức, mong sẽ tìm ra hung thủ sớm thôi. Nói xong hắn bá đạo khám nghiệm hiện trường, đồng thời yêu cầu tất cả mọi người ở đây không được rời đi. Lão Hải Điền giả kia tự thấy năng lực ngụy trang của mình cao minh, ngay cả ma công cũng bị thuật ngụy trang che giấu, chắc chắn không ai phát hiện ra được, cho nên cô nàng cũng chẳng gấp gáp, chỉ có đôi mắt không ngừng quan sát tìm kiếm tu sĩ đã trộm đồ của mình. Nhưng cô nàng tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy, trong lòng vừa tức vừa oán hận. Trong lúc sốt ruột, Lạc Cầu Chân đã nói, kỳ quái. Nghe giọng điệu này rõ ràng đã có phát hiện. Sau khi Lạc Cầu Chân nói hai chữ kỳ quái, tất cả mọi người cùng nhìn sang phía hắn. Tôn Nguyên Thần đã nói, có phải phát hiện ra thứ gì rồi không? Lạc Cầu Chân gật đầu, rõ ràng trong thư phòng này có dấu vết cơ quan. Thật ra người trong Ma Môn mà các vị gặp phải lúc trước không phải Ma Môn chân chính, mà là cơ quan phát động ảo ảnh tạo thành. Sắc mặt của Trung Nhật Hàn trầm xuống, vậy tức là thực tế chúng ta chưa từng giao thủ với tên Ma Môn thật sự. Đúng như vậy. Là Cầu Chân lên một mảnh gương vỡ dưới đất lên, mà ảnh kính có thể gửi vân hồn, tạm thời thi triển thủ đoạn Ma Môn. Ngay tới tên ma ảnh kính, đám người cùng biến sắc. Chỉ Vãn ngừng nói, ma ảnh kính không phải pháp bảo phổ thông gì, nhưng kẻ này lại để nó ở đây làm cơ quan, sử dụng có một lần, tên Ma Môn này đúng là bạo tay đấy. Là Cầu Chân gật đầu, chính là điểm kỳ lạ mà ta nói, trả giá nhiều như vậy, nhưng chỉ là một đợt tập kích đơn giản. Nếu chỉ để giết vài phàm nhân thì đúng là không còn gì để nói. Vương Ngạn Văn cũng gật đầu, huống hồ bọn họ đã bị thi triển chủng ma đại pháp từ lâu, nếu muốn giết người thì cứ trực tiếp giết chết, cần gì bố trí nhiều như vậy. Lạc Cầu Chân đã nói, đúng vậy, ta nghi ngờ kẻ trong Ma Môn này có mục đích khác. Lão sứ, dám hỏi một câu, liệu trong phủ có bảo vật gì bị mất không? Lão Huyền Minh như bình tĩnh khỏi giấc mộng, để ta đi kiểm tra. Ninh Dạ bồi thêm một câu, nếu là Dương Đông Kích Tây thì không chỉ tra xem có bị gì mất, mà còn xem quý phủ có cấm chế nào bị người ta phá hỏng không. Lão Huyền Minh gật đầu liên tục, đúng vậy. Nghe nói như vậy, ngay cả Lạc Cầu Chân cũng nhìn y đầy ẩn ý. Kết quả nhanh chóng xuất hiện, cấm chế từ phòng của ta bị kẻ khác nhân lúc đại trận khởi động đã phá vỡ và xông vào đánh cắp quần dấu của ta. Lão Huyền Minh đã nói, huyền sách ấn ư? Lạc Cầu Chân vội vàng hỏi, đúng vậy, huyền sách ấn tượng trưng cho thân phận huyền sách sứ, bản thân cũng là một pháp bảo, nhưng đây chưa phải là quan trọng nhất. Quan trọng là huyền sách ấn đại diện cho quyền lực rất lớn, có ấn này là có thể giả tạo công văn huyền sách sứ, xử lý vô số đại án. Vì vậy, nghe tin huyền sách ấn bị mất cắp, đám người Tôn Nguyên Thần đều lo lắng. Ninh Dạ lại nói, chỉ có con dấu thôi à? Lão Huyền Minh trả lời, còn mất một quyển sách, nhưng cái đó không quan trọng. Trong lòng của Lão Huyền Minh, huyền sách ấn mới là quan trọng nhất, không cần để ý tới sách. Sách gì? Chỉ Vãn ngừng lại hỏi. Lão Huyền Minh sửng sốt trả lời, Nam Minh Tập. Lạc Cầu Chân cũng kinh ngạc, quyển sách đó có điểm gì đặc biệt không? Lão Huyền Minh trả lời, đó là bút tích viết tay của đại hiền thời thượng cổ, nhưng không biết vì sao mấy ngày trước Ngân Yến lại cực kỳ yêu thích quyển sách này tới mức không rời khỏi tay. Ta thấy con bé như người mất hồn, có vẻ yêu sách tới quá mức nên lấy quyển sách đó đi, cất vào thư phòng. Sao vậy? Hắn kinh hãi nhìn mọi người. Tôn Nguyên Thần nhíu mày. Trước đó vài ngày nghe nói Chấp Tử Thành có một con thư yêu, chuyên ăn kinh văn ngữ nghĩa, vặn vẹo tâm trí. E là Ngô tiểu thư đã bị con thư yêu này làm hại. Sao tự dưng lại dính tới thư yêu chứ? Đầu óc của Lao Huyền Minh mơ hồ. Tôn Nguyên Thần nói, bây giờ nhìn lại có thể là người trong ma môn liên thủ với con thư yêu gây ra chuyện này, mục đích là để lấy trộm huyền sách ấn. Lạc Cầu Chân lại lắc đầu. Nếu thế thì mọi chuyện rất đơn giản, nhưng ta luôn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Có gì đáng ngờ sao? Ví dụ như vì sao lại chọn động thủ vào lúc này? Lạc Cầu Chân nói xong đã lại nhìn sang phía Ninh Dạ. Ta nghi ngờ có người cố ý mượn cơ hội này lẻn vào La phủ, để lợi dụng thư yêu và người trong ma môn thu hút sự chú ý của mọi người, thuận tiện cho hắn đánh cắp huyền sách ấn. Hắn nói xong câu này, sao mọi người còn không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì? Khổng Triều Thẳng bất mãn nói, ý của người là kẻ gian trong số chúng ta sao? Lạc Cầu Chân không hề che giấu. Đúng, rất có khả năng. Trung Nhật Hàn cũng hơi tức giận. Vậy ngươi định bắt hết chúng ta về giám sát đường thẩm vấn à? Lạc Cầu Chân cười nói, đầu dám. Chẳng qua, coi ma mịt mù, khó mà nhìn rõ xung quanh. Nếu người gây án thật sự ở bên cạnh các người, ta tin lúc đó hắn chẳng có ý chiến đấu mà lén lút chạy ra ngoài. Vì vậy ta muốn hỏi các vị, trong lúc trừ vị chiến đấu, có để ý thấy đồng bọn nào bên cạnh biến mất không? Mọi người nhìn lẫn nhau. Tùy coi mà có thể che phủ tầm nhìn và linh giác, nhưng nếu ở gần nhau vẫn có thể nhận ra động tĩnh của người bên cạnh. Không thì cần gì chiến đấu nữa. Lúc này Chỉ Vãn Ngừng đã nói, ta vẫn luôn kể vài chiến đấu với Trung sư huynh, Dương sư huynh và Hứa sư huynh. Đúng, Trung Nhật Hàn đã nói, lúc đó 4 người chúng ta vẫn luôn ở chung với nhau. Lê Sơn Hà nói, ta ở cùng Khổng Triều Thăng, Lữ Dực. Tương Nguyệt Đường bèn nói, ta ở cùng Diệp Thiên Thương huynh. Và tiếp đó lại có vài người trả lời, có người cùng nhau chiến đấu, cũng có người tách ra. Tới phiền Ninh Dạ, hai mắt là Cầu Chân sáng như đuốc. Ninh Dạ mỉm cười, ta ở một mình, xem ra sẽ thành đối tượng nghi ngờ chắc. Là Cầu Chân mỉm cười đáp, chẳng phải Ninh sư đệ học Nhật Luân kính à? Nhật Luân treo cao, dẫu trong khói mà cũng có thể cảm nhận được. Không biết xung quanh có vị bằng hữu nào thấy ánh sáng pháp thuật Nhật Luân kính không? Mọi người cùng lắc đầu. Ninh Dạ trả lời, ta không dùng Nhật Luân kính. Ồ, vì sao? Lạc Cầu Chân lại hỏi, vì người bị ma hóa đã mất đi tâm thần, Nhật Luân kính vốn chẳng có tác dụng gì với họ. Lời nói này rất hợp lý. Trong lúc nhất thời, Lạc Cầu Chân cũng khó lòng bác bỏ được, nhưng hắn vẫn nói, nói cách khác, người không thể chứng minh sau khi khói ma nổi lên, người vẫn ở mặt ở hiện trường. Đúng, Ninh Dạ trả lời. Lão Huyền Minh nói, không thể nào, chính vì tiểu huynh đệ này đã phát hiện ra vết thương của con gái ta có vấn đề, cũng chính hắn đề nghị khởi động đại trận. Vậy chẳng phải phù hợp với ý định của kẻ hạ thủ trong bóng tối sao? Lạc Cầu Chân hỏi ngược lại, huyền sách sứ đại nhân, ngài đừng quên mục đích thật sự của đối phương là lấy trộm huyền sách ấn và Nam Minh tập, chứ không phải giết người. Lão Huyền Minh đơ ra. Nếu nói vậy, Ninh Dạ ngược lại là người đang nghi ngờ nhất, vì nếu y không lên tiếng, có lẽ mọi chuyện không diễn ra như vậy. Trương Đại Thắng thét lớn, này Lạc chấp sự, người nói vậy là không đúng rồi. Đừng quên chính Ninh Dạ đã cứu huyền sách sứ đại nhân khi cơ quan bộc phát. Lạc Cầu Chân lạnh nhạt nói, ta đã xem qua rồi, cơ quan kia không phải trí mạng, đa số chỉ là ảo thuật thôi, chủ yếu là mê hoặc mọi người, dẫn mọi người vào bố cục của hắn. Ninh Dạ cứu hay không cứu thì huyền sách sứ đại nhân cũng không bị nguy hiểm tới tính mạng. Hắn nói ra câu này, khiến mọi người lại tập trung vào nhìn Ninh Dạ. Hả? Thế này là ta gánh tội cho thủ phạm thật sự rồi. Trước đây luôn bắt người khác gánh tội cho mình, lần này Ninh Dạ đột nhiên phát hiện, không ngờ mình cũng thành kẻ gánh tội thay. Đối mặt với tình hình như vậy, Ninh Dạ cũng không khỏi cười phá lên. Nụ cười của Ninh Dạ khiến Lạc Cầu Chân khá là khó chịu. Hắn đi tới, đứng trước mặt Ninh Dạ nói, giả vờ trấn định cũng không thể chứng minh được điều gì. Ninh Dạ cười nói, ta chỉ muốn nhắc nhở chấp sự một câu, chuyện này là người trong ma môn gây ra, chuyện này là chắc chắn, còn ta không biết ma công. Lạc Cầu Chân nói, ma môn có thủ đoạn ẩn giấu rất mạnh, nếu không thì bao năm qua Hắc Bạch Thần Cung chúng ta đã diệt trừ bọn chúng từ lâu rồi. Nhưng mạnh mấy thì tra xét cẩn thận vẫn ra thôi, có đúng không? Ninh Dạ hỏi ngược lại, giờ ta có thể mời người tùy ý tra xét, dùng thủ đoạn nào cũng được, xem có tra ra chút căn cứ ma công nào không. Là Cậu Chân đờ ra. Hắn vẫn luôn nghi ngờ Ninh Giả có quan hệ với Thiên Cơ Môn, chứ không phải liên quan tới Ma Môn. Nếu nói trên người Ninh Giả có ma công, hắn không tự tin như vậy. Nhưng là Cậu Chân không phải là hạng ngu ngốc. Hắn cười lạnh nói, không có ma công, không có nghĩa là không thể cấu kết với người trong Ma Môn. Thế tức là chấp sự nhận định là ta rồi. Ninh Giả hỏi ngược lại. Đúng thế, là Cậu Chân kiên trì nói. Khó khăn lắm, hắn mới có cơ hội ngang nhiên nghi ngờ Ninh Giả. Không thể bỏ qua cơ hội này, nhất định phải mượn cơ hội này bắt lấy Ninh Giả, mang về giám sát đường, mời Phó Đồng Lưu dùng thực tâm công tra hỏi. Ninh Giả có phải chủ mưu hay không đã không quan trọng là đây là cái cớ tốt nhất để bắt lấy y. Lúc này, ngay cả những người khác cũng nhìn ra được vấn đề. Hương Ngạn Phản nói, là Cậu Chân, giữa người và Ninh sư đệ có xích mích gì à? Sao có bao nhiêu người không chứng minh được bản thân như vậy mà người cứ nhắm vào hắn? Vì hắn là đối tượng tình nghi lớn nhất. Là Cậu Chân đáp lời. Đương nhiên, ta cũng sẽ kiểm tra những người khác. Vì vậy kính mời những người không thể tự chứng minh theo ta tới giám sát đường một chuyến. Chuyện này không có vấn đề gì chứ? Ngay cả Tôn Nguyên Thần và La Huyền Minh cũng cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì. Là Cậu Chân lại nhìn sang Ninh Giả, ánh mắt đã đầy đắc ý. Người muốn bắt ta đến vậy ư? Ninh Giả thầm cười lạnh, bắt đầu tức giận. Hành trình tới Lao phủ của y đúng là quá xui. Nếu nói Trì Văn Ngừng xuất hiện và hoài nghi chỉ là bất ngờ đầu tiên, vậy Ma Môn là bất ngờ thứ ba, là Cậu Chân là bất ngờ thứ hai. Trì Văn Ngừng thì thôi đi, không uy hiếp gì tới y. Ma Môn bị y phát hiện từ sớm, ứng phó kịp thời, ngược lại đem thế yếu biến thành thế mạnh. Thế nhưng là Cậu Chân lại thật sự ép y đưa ra lựa chọn mà y rất không muốn. Lúc này y lạnh lùng nhìn Lạc Cậu Chân, giọng nói như bằng giá. Ta từng nghe nói là chấp sự tính toán không hề sai sót, là người phá án giỏi nhất giám sát đường. Bây giờ xem ra đúng là nói quá sự thật. Cách gì mà suy nghĩ kín đáo, phạp nhãn sáng tỏ, rõ là rắm chó. Người vừa nói cái gì? Là Cậu Chân còn chưa tức giận, mấy người trong giám sát đường đi theo bên cạnh hắn đã nổi nóng. Là Cậu Chân ngăn thủ hạ lại, cười nói. Tùy người nói thế nào cũng được, đằng nào lần này người cũng phải đi theo ta. Em là người không mời được ta rồi. Ninh Dạ trả lời, sau đó quay sang nói với Lào Huyền Minh. Lão sứ, Ninh Dạ tự mình trải qua chuyện lúc trước, cũng có một số quan điểm. Chẳng hay lão sứ có hứng thú nghe qua không? Nếu cảm thấy Ninh Dạ nói không đúng, thì cứ để Lạc chấp sự dẫn ta đi. Ninh Dạ ta tuyệt đối không nói hai lời đâu. Nếu không tính tới phản bác của lực lượng, thì Lào Huyền Minh vẫn có chút hảo cảm với Ninh Dạ. Lúc này nghe y nói vậy, Lào Huyền Minh vẫn gật đầu nói. Nếu người có thể tự chứng minh thì cứ nói ra đi. Ninh Giả cười nói, cách ta tự chứng minh rất đơn giản thôi, chỉ sợ lão sứ không chịu nổi, vì vậy kính mong lão sứ nén bỉ thường. Lão Hải Điền giả kia nghe vậy bỗng thấy căng thẳng. Nghe nói như vậy, Lão Huyền Minh đờ ra, người định nói gì? Ninh Giả đã nhìn sang phía Lão Hải Điền. Vừa rồi Lạc chấp sự đã hỏi khá nhiều người, nhưng lại để lọt một người, đó chính là Lão sư huynh. Ta muốn hỏi đốc xảy ra chuyện, Lão sư huynh đang ở đâu? Y vừa hỏi câu này, mọi người đều ngạc nhiên. Lão Huyền Minh nổi giận, người đang nghi ngờ con trai ta sao? Lão Hải Điền hừ một tiếng, ta cũng ở một mình đấy, sao nào? Người định kéo ta xuống nước chắc? Ninh Dạ thở dài, nói cách khác, người chưa hề ra ngoài. Đúng, nếu thế thì người thay quần áo lúc nào? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Lão Hải Điền ngẩn ra, khi biến về hình dạng vốn có, cô đã cởi quần áo của Lão Hải Điền ra. Thuật chuyển hóa của cô có thể biến đổi tướng mạo, nhưng quần áo lại không được tinh tế. Vì vậy khi huyễn hóa, thường dùng quần áo khác. Vốn dĩ đây là cách an toàn, không ngờ bây giờ lại có vấn đề rồi. Vốn dĩ mọi người cũng không chú ý tới điều này. Nhưng lúc này Ninh Dạ nghe chỉ trích, mọi người cùng nhớ lại hình thức lúc đó. Lão Hải Điền không mặc bộ quần áo này. Lão Hải Điền hả giận. Sau khi trận khổ chiến, toàn thân ta đẫm máu nên về phòng thay bộ quần áo khác. Có vấn đề gì không? Ninh Dạ mỉm cười, phòng của người sập rồi. Lão Hải Điền còn định giải thích, Ninh Dạ đã nói, nhưng điểm quan trọng nhất là bộ quần áo của ngươi là món đồ bình thường của hạ nhân phải không? Lão công tử thay quần áo mà phải đổi sang trang phục hạ nhân sao? Lão Hải Điền hít một hơi dài, ông đây muốn đổi cái gì thì đổi, liên quan quái gì tới người chứ? Ninh Dạ lắc đầu, nhưng chẳng phải ngươi đã nói mình chưa hề rời khỏi Lao phủ à? Nếu thế sao dưới gót chân của ngươi là dính bùn đất bên ngoài? Cái gì? Đám người cùng nhìn xuống dưới chân của Lão Hải Điền. Đúng là Lao Hải Điền dính một ít bùn đất, không hề nổi bật. Thực ra trong chấp tử thành cũng có bùn đất, nếu nói là dính ở bên ngoài thì khá là gượng ép. Nhưng sau khi đưa ra lý do này, Lao Hải Điền lại càng đáng nghi ngờ hơn. Khoảnh khắc đó Lao Hải Điền đột nhiên hiểu ra, chính là ngươi. Chắc chắn y là người trộm đồ của mình, nếu không sao y biết mình đã ra ngoài. Ninh Dạ than thầm trong lòng, đây chính là tai hại của việc vạch trần đối phương, chắc chắn đối phương sẽ nhận ra ai lấy trộm đồ của mình. Lao Huyền Minh nhìn Lao Hải Điền, không thể tin nổi, con trai. Ninh Dạ thở dài, em là hắn không phải con trai của ngài. Lao Hải Điền thật sự sợ là không còn nữa rồi. Soạt, đại lượng pháp thuật tuôn về phía Lao Hải Điền, nhưng phần lớn là pháp thuật ràng buộc. Hiển nhiên trong tình huống còn chưa xác định, mọi người cũng không định hạ thủ nặng tay. Một khắc sau, đã thấy khói mạ bùng lên, hóa thành làn sương đen vô biên bao phủ lấy người. Trong làn sương đó, Lao Hải Điền biến thành hình dạng vốn có, giọng nói thè thé. Ninh Dạ phải không? Ta nhớ mặt ngươi rồi. Âm. Tụ loại pháp thuật dồn dập đánh về phía làn khói đen. Lần này đã xác định được mục tiêu nên xuất thủ không hề lưu tình. Chỉ có điều thủ đoạn của ma nữ này cũng hết sức cao cường. Dẫu có nhiều cường giả cùng xuất thủ, nhưng thân thể cô nàng vẫn hóa vào làn khói, sau đó chỉ thấy khói ma cuộn tròn, rồi hóa thành hàng ngàn hàng vạn luồn khói, bay khắp bốn phương, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân. Mọi người ngăn cản phần lớn khói đen, nhưng vẫn không có thành quả gì. Không ngờ ma nữ kia đã chạy mất. Ảnh độn bí pháp, vụ ảnh huyễn thiên, là thiên huyễn ma nữ Công Tôn Điệp. Tùng Nguyên Thần đã nhận ra thân phận của đối phương rồi. Hóa ra là cô ta. Mọi người đột nhiên hiểu ra, thiên huyễn ma nữ Công Tôn Điệp có thể coi là kẻ tiếng tăm lừng lẫy trong ma môn. Thứ cô gái này am hiểu nhất không phải là chiến đấu, mà là các loại pháp thuật ẩn nấp biến hóa. Nghe nói thuật huyễn hóa của cô ta mạnh tới mức ngay cả đại năng phản pháp đỉnh phong cũng không nhận ra. Ít nhất phải đạt tới cảnh giới vô cấu mới có thể nhận ra chút manh mối. Cô gái này không chỉ có năng lực huyễn hóa vô song, thủ đoạn bỏ trốn cũng cực kỳ cao cường. Nghe nói trước đây không lâu, cô ta vừa phản bội ma môn, hình như tội danh là đánh cắp một cuốn bí điển nào đó, đang bị ma môn truy sát, không ngờ lại chạy đến đây. Chẳng trách cô ta dám to gan ở lại nơi này. Bọn họ không biết Công Tôn Điệp trở về là vì mất đồ ăn trộm được, không thể không quay lại. Nhưng mặt khác, nếu không có chiều trò bỏ trốn này, chưa chắc cô nàng đã dám ở lại. Lúc này thấy Công Tôn Điệp bỏ trốn, Tông Nguyên Thần vô cùng tức giận. Lão Huyền Minh đã không kịp nhịn nổi mà khóc lớn. Lão Hải Điền là Công Tôn Điệp, vậy tức là Lão Hải Điền đã chết rồi. Con trai xuất sắc nhất của hắn, con trai duy nhất có hy vọng tù tiền đã chết, còn Lao gia đã tuyệt tự. Lão Huyền Minh lòng như tro tàn, cảm giác đau đớn tràn ngập trong lòng, tâm trạng kích động, đột nhiên ngửa đầu lên phun ra một ngụm máu tươi, đã ngã quỵ xuống đất. Huyền Sách Sứ đại nhân, thấy hắn như vậy, mọi người vội vàng chạy tới, tay chân luống cuống. Sắc mặt của Lạc Cẩu Trần hết sức lúng túng, đứng yên tại chỗ. Cơ hội vừa mới tới lại trôi qua đi. Quan trọng nhất là không thể tìm ra hung thủ, còn khiến cho hắn mất hết thể diện. Nhưng hắn còn chưa ý thức được, đây còn chưa phải là phiền toái lớn nhất. Ngày sau đó, Ninh Dạ đã đi tới bên cạnh Lạc Cẩu Trần, hạ giọng nói, lại khiến người thất vọng rồi. Người đắc ý quá nhỉ? Lạc Cẩu Trần hừ một tiếng, coi như lần này người thắng, nhưng còn lần sau nữa. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ Ninh Dạ lại đột nhiên biến sắc. Lạc chấp sự, người nói vậy đã có ý gì? Rốt cuộc ta có chỗ nào đắc tội với người mà người kiên quyết không bỏ qua cho ta? Cái gì? Lạc Cẩu Trần kinh hãi. Mọi người đã lại nhìn sang phía Lạc Cẩu Trần, ánh mắt đầy khinh bỉ. Khốn kiếp, khốn kiếp. Trong phòng, Lạc Cẩu Trần đập phá tất cả mọi thứ, phát tiết cơn thịnh nộ trong lòng. Hắn biết mình đã bị Ninh Dạ lừa. Tiếng hô cuối cùng của Ninh Dạ thật ra đã tạo cho mọi người một ảo giác là Cẩu Trần phán đoán sai hung thủ, đổi trắng thay đen. Nhưng do Ninh Dạ vạch trần mà mất hết thể diện, âm thầm thù hận, liên tiếp uy hiếp. Nói cách khác, Ninh Dạ trực tiếp công khai mâu thuẫn với hắn, tạo cho tất cả mọi người một ấn tượng là Cẩu Trần đề tiện vô sỉ. Từ giờ trở đi, nếu là Cẩu Trần còn muốn đối phó với Ninh Dạ, đầu tiên sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy hắn đang trả thù riêng. Cho dù cuối cùng có lấy được khẩu cung, tìm được chân tướng, e là người ngoài vẫn nghĩ Ninh Dạ bị hắn trả tấn ép cung, đổi trắng thay đen. Có thể nói câu này của Ninh Dạ đã trực tiếp xoay chuyển tình thế, khiến cho Lạc Cẩu Trần không biết nói sao, là thực ra ngay chính hắn cũng không thể xác định câu nói đó của Ninh Dạ rốt cuộc là hữu ý hay vô tình. Dù sao đúng là lúc đó hắn không buông lời uy hiếp. Nếu là hữu ý thì tính toán quá sâu, nếu là vô tình thì ứng biến cực tốt. Bất luận cố tình thiết kế hay là vô tình gây ra, người này đều không thể coi thường được. Là Cầu Chân nhắm mắt thở dài, mặt mày ủ rột. Vừa là hữu ý cũng là vô tình. Đối với Ninh Dạ, sau khi bất ngờ diễn ra liên tiếp, rất nhiều chuyện không còn trong lòng bàn tay của y chỉ có thể ứng biến tức thời thôi. Công khai mâu thuẫn giữa Là Cầu Chân và mình có thể coi là lợi ích duy nhất trong lần ứng biến này. Có thể nói tiếng hô cuối cùng là do Là Cầu Chân tự đưa nhược điểm vào tay của y. Nhưng thực tế có câu này hay không cũng không ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch. Tiếc nuối duy nhất là do Là Cầu Chân bức ép khiến cho Ninh Dạ không thể không tung Công Tôn Điệp ra để tự vệ. Theo kế hoạch gốc của y, vốn không cần phải trần Công Tôn Điệp mà muốn mượn Nam Minh Tập để đàm phán với cô ta. Bây giờ kế hoạch đã hỏng rồi. Cũng phải ít nhất Nam Minh Tập rơi vào tay của mình. Tuy tự yêu hiếm thấy, nhưng nó đã đáng để cho Thiên Huyễn Ma Nữ truy sát như vậy. Thậm chí không tiếc công gây ra đại án cỡ này. Chắc chắn quyển Nam Minh Tập này có chỗ bất phàm. Lúc này y mở Nam Minh Tập ra kiểm tra cẩn thận. Thư yêu kia đã chết, Nam Minh Tập vẫn chỉ là Nam Minh Tập bình thường. Cho dù bây giờ rơi vào tay người ngoài, nhưng quyển sách này vẫn không có gì khác thường. Nhưng Ninh Dạ biết Thiên Huyễn Ma Nữ coi trọng quyển sách này như vậy, chắc chắn nó có chỗ khác thường. Lúc này vừa nhìn vừa phỏng đoán phân tích, còn chưa nghĩ ra điều gì, cái đầu nhỏ nhỏ của Thiên Cơ đã nhô ra. Kỳ quái, hình như quyển sách này còn có một luồng khí cơ đặc thù, cảm giác rất quen thuộc. Hả? Quen thuộc à? Ninh Dạ lại ngẩn ra, quen thuộc như thế nào? Giống như... Thiên Cơ sờ sờ đầu, giống như cảm giác có đồng loại. Đồng loại à? Quái vật sao? Ninh Dạ suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhưng lập tức lắc đầu. Không đúng, thư yêu không phải quái vật. Hôm đó y đã thấy rõ, con thư yêu này là một yêu vật chứ không phải quái vật. Ta biết không phải quái vật, nhưng đúng là có khí thức của quái vật. Nhắc tới cái này thì sách cũng có thể sinh ra quái vật sao? Thiên Cơ hỏi. Ninh Dạ gật đầu. Đúng, sách có thể sinh ra quái vật, nhưng cũng có thể sinh ra yêu vật. Quan trọng là đó sinh ra vì sao. Quái là khí vận thiên địa, vạn vật đều có thể hình thành. Yêu lại do cỏ cây chim thú biến thành. Con yêu này tuy là thư yêu, nhưng lại là một con mọt sách hóa thành. Tuy có khí tức của sách, nhưng vẫn là côn trùng, nên thuộc về yêu chứ không phải thuộc về quái. Không thì người ta nghĩ nhiều quái vật có đình trí lắm sao? Nhưng nó hấp thụ khí tức của sách, không ăn máu thịt, có thể nhận ảnh hưởng không? Thiên Cơ hỏi. Ninh Dạ lắc đầu. Không thể nào, trừ phi nó hấp thu một loại bí điển nào đó bao hàm pháp tắc đại đạo huyền bí. Nói đến đây, Ninh Dạ đột nhiên đờ ra. Thiên Cơ nhìn y cũng lấy làm lạ lắm. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.